xưởng truyện tranh nổi tiếng bị tố đối xử với họa sĩ như nô lệ. Mới đây, nhiều họa sĩ truyện tranh của Aso, một xưởng sản xuất truyện tranh nổi tiếng ở Trung Quốc, đã vạch trần điều kiện làm việc khắc nghiệt tại đây. Xưởng sản xuất truyện tranh này tọa lạc tại vùng nông thôn phía đông nam của Bắc Kinh, được thành lập vào năm 2008. Đến nay, công ty có hơn 70 nhân viên. Theo đó, các nhân viên miêu tả rằng họ phải sống chung trong một căn hộ như trang trại suốt nhiều năm. Một số họa sĩ còn bị ép làm việc quá sức đến mức thiếu ngủ. Cựu nhân viên của Aso, Zhen Liubao, đã đăng tải lên mạng xã hội rằng nơi ở của họ thực chất được cải tạo từ một nhà máy chăn nuôi. Họ hoàn toàn ăn, uống, ngủ, nghỉ, thậm chí đi vệ sinh chung trong căn hộ nhỏ. Chúng tôi không được phép mở rèm. Cấp trên buộc chúng tôi phải làm việc trong môi trường tối tăm trong suốt nhiều năm, nam họa sĩ nói. Sếp bắt các nhân viên phải gọi bằng anh, cấm họ đọc sách hoặc đi khám bệnh, kể cả khi cảm thấy không khỏe. Tinh thần của họ cũng bị ảnh hưởng vì cấp trên liên tục lăng mạ. Ngoài tiền lương, các nhân viên không được nhận bất kỳ chế độ phúc lợi an sinh xã hội nào. Zhen Liubao cho biết anh đang nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để thực thi pháp luật. Một nhân viên khác của Aso, Lao Ghi, cho biết anh thường xuyên bị công ty ép vẽ 12 đến 14 trang giấy mỗi ngày, thay vì 4 đến 6 trang như bình thường. Tôi chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng tóc đã bạc, vì ngày nào đi làm cũng phải đối mặt với áp lực quá lớn, anh chia sẻ. Tuy nhiên, một nhân viên khác của Aso, Liu Ke, lại ủng hộ xưởng truyện hoạt hình này. Anh được biết đến là họa sĩ truyện tranh giàu nhất Trung Quốc, với thu nhập 2,15 triệu nhân dân tệ, hơn 7,5 tỷ đồng một năm. Người này giải thích rằng điều kiện làm việc của công ty kém là do vào thời điểm bị tố cáo, công ty đang gặp khó khăn.